Nhưng mà trước trước khi đón dâu là luôn đi, phải luôn đi. Trước khi đón dâu bà nội lại phải tắm cho bóc, thế là lại đứng dưới nhà không mặc cái gì, nhưng bà nội lau người đâu chứ, mặc quần áo. Con nhanh đấy con. Chuyện yêu là chuyện bình thường vậy thật. Chuyện đấy yêu là chuyện tốt thế mà là tốt thế. Trong đời ai phải có người để yêu. Nếu mà không yêu thì có mà là dở hơi. Người không bình thường là ngồi ở nhà kiểu đấy. Bắt đầu rửa trò này. Người không bình thường mới dễ yêu phải nặng mồm. Nghe kinh ngựa. Thế có định tẩy nốt ruồi nữa không? Không hả? Hồi xưa sao đòi tẩy? Tẩy đẹp trai. Cái gì? Tẩy đẹp trai à? Thế bây giờ không biết để cha nữa à? Thế tới đi nhé. Ba phải quá thì cả chán đời lắm. Phải hỏi Minh Ngọc, Minh Ngọc có thích con ruồi không? À, thế bạn Minh Ngọc có chơi con ruồi không bây giờ? Không, thế bạn có thích con ruồi không? Không ạ. Chắc là không chơi, không thích thì bạn bị sao? Hả? Nhưng mà dạo này con có nói chuyện với bạn không? Thì không vào, con nói chuyện không? Được à? Có nhận ra không yêu? Không trả lời được đấy. Kinh trong cái cửa mẹ.